Anh trai này là một anh đi câu ngoài biển đã vớt được anh ngư phủ và mang anh về đây nè mọi người. Rồi, Hoàng Linh xin mến chào quý bà con mình trên kênh Hoàng Linh miền Tây ha. Thì hiện tại Hoàng Linh đang ở Rạch Sỏi á mọi người. Thì cái câu chuyện mà Linh đã chia sẻ hôm qua là anh ngư phủ bị té dưới biển mất tích đó mọi người. Là hôm qua thì Linh cùng anh em đã cập nhật một số clip cho cô chú anh chị mình xem. Thì hôm nay thì anh em nhận được cái thông tin là gia đình đã tìm được anh đang ở ngoài hải quan, đang làm thủ tục để đem anh về nhà ha, để làm đám. Cho nên là Linh sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất về anh cho tất cả cô chú anh chị mình cùng tìm hiểu ha. Rồi ngay sau đây xin mời tất cả cô chú anh chị mình cùng Hoàng Linh sẽ vô trong để tìm hiểu về cái câu chuyện của anh ngư phủ như thế nào ha. Dạ kính thưa quý bà con, là hiện tại là anh ngư phủ đã được đưa về tới đây quý bà con. Bây giờ xin mời quý bà con cùng Hoàng Linh theo dõi như thế nào ha. Linh sẽ theo sát và quay lại cho quý bà con mình cùng theo dõi ha. Những cái này thì chắc lẽ Linh ít nói, mọi người cùng theo dõi với Linh ha. Dạ, hiện tại là giỏ đưa anh về đang vô á mọi người. Mọi người cùng theo dõi cùng Hoàng Linh ha. Dạ, nói chung là rất là nhiều người, mọi người cũng cố gắng theo dõi cái diễn biến như thế nào ha. Hiện tại là bây giờ quý bà con hàng xóm kéo lại đây rất là đông mọi người. Dạ, ghe chở anh ngư phủ đã cập bến rồi mọi người. Dạ. Cái người đội nón đen bịt khẩu trang là cha nuôi của anh ngư phủ ha. Đây chú này nè, chú này nè mọi người. Đây, chú này là cha nuôi của anh ngư phủ. Thì mọi người đã xem cái clip hôm qua anh em mình đăng rồi ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý bà con mình là thầy ngư phủ bị té ngoài biển, là hôm nay nữa là 3 ngày 3 đêm mà mới tìm thấy mọi người. Thì đến giờ đây thì cũng đã một giờ chiều hơn rồi mọi người, là trong ngày thứ ba đó. Dạ, mấy hôm rồi đâu có nhận ra đâu. Từ nhà đi, mấy chị đi. Bà, nó kêu nó chạy lại bà. Được. Nè, anh này giống nè. Đó, anh này giống nè. Anh đi cho cậu. Ở đây anh này giống nè. Cảm ơn nhiều lắm nha anh. Dạ quý bà con mình, anh trai này là một anh đi câu ngoài biển đã góp được anh ngư phủ và mang anh về đây nè mọi người. Dạ người nhà cũng quá đau buồn cho nên là chị cũng nhắc một chậu xử lý em đi rồi. Anh ai anh chuyện kia nói luôn căng kia xuống nhà nhở nó hai người đi thôi. Không có gì đâu, sao cái nhau mà ăn. Ủa, lớp mà chú gọi cho anh thì anh nói là đang chạy đường này gạch giá thì về gạch giá. Dạ quý bà con mình, anh trai này là một anh đi câu và có lòng tốt đã đưa anh ngư phủ về và tới nhà luôn nè quý vị. Thì anh nói giờ đang trả lần này về gạch giá lại đây của cơ quan thấy rồi. Em nói rằng có em. Dạ, tại anh ngư phủ mới vừa chặt sát vào người em của anh ngư phủ ở ngoài kia. Anh trai cho anh đứng này chút nha. Quay được không? Bye.
tối đi chứ biển cái tay chứ ai dám muốn xuống đi theo nó luôn vậy đi chung hả lúc đó bộ sóng dữ lắm sao mà nhiều người thấy mà không dám xuống hả? À? Mười mấy người thấy luôn. À có sóng nhiều bão hả? Bão đang bão mà. Hàng gì? Rồi ghe bên đâu Giờ hiện tại là mấy anh em ở sớm cũng như người thân đang đưa anh vô vô túi để mang lên để tẩn liệm luôn rồi. Dạ đúng rồi, bỏ vô túi à. Bỏ nó sẽ bỏ được cái bó bên lên hay là cái túi luôn đi. Dạ hiện tại các anh đang đem anh Ngư Phủ lên trên mà để vào cái ghế bố đó rồi ghim vô bên trong nhà ha. Rồi quý bà con mình cùng đi theo anh Ngư Phủ vào bên trong nhà ha. Dạ quý con mình bây giờ thì anh Ngư Phủ được bỏ vô để liệm luôn mọi người. Cho chị lại đó đi tay. Tao mày cây cô. Tao mày cây.
Mày có mấy rồi.